cuối tuần vừa rồi mọi người có đi đâu chơi không? Còn nhà mình ấy, thường thì nếu bố Quyền đi vắng thì hai mẹ con mình sẽ chỉ chơi quanh quanh trong những khu vui chơi ở trong Hà Nội thôi. Còn nếu mà bố Quyền ở nhà ấy thì hai mẹ chúng mình sẽ đưa con đi chơi xa xa một chút để con có thêm nhiều trải nghiệm mới. Chuyến đi lần này của nhà mình là sẽ về Hải Phòng, sẵn tiện làm luôn một chuyến food tour ở đấy. Tranh thủ còn sớm, đồng chí Bánh Bao vào luôn đây để mẹ nhờ chú bấm lại cái mái nhá. Ô, mà rõ là tóc mới cắt nhá, thế mà đã cái ngắn cái dài lởm chởm vết rồi đấy. Mày năm nay thế nào, bà trẻ con khổ thật, dính hết dịch nọ lên dịch kia. Mấy hôm trước ấy, Bánh Bao cũng bị cái dịch nôn mửa ấy, chẳng tiết thè gì ăn uống. Mẹ nấu gì cũng không ăn, xong rồi bố cố xúc cho vài thìa thì lại nôn ra bằng sạch. Cũng may là sau mấy ngày uống thuốc bác sĩ kê ấy, thì cũng khỏi. Nhưng mà sau trận ốm đấy thì cái Bánh Bao này cũng bị tọt luôn đi cân rưỡi thịt. Ông Quyền thì cứ nhìn thấy con ốm là xót, xong rồi lẩm bẩm là sao không để bố ốm thay. Nghe đến đây là mọi người biết cái kèo đi Hải Phòng là do ai lập rồi đấy. Đi food tour chủ yếu để tầm bổ lại cho con gái của ấy mà. Rồi rồi, người em gái sắp 2 tuổi rưỡi, đi vào đây soạn đồ với mẹ nào. À đây, Bánh Bao đã thử cái kính này đi, để mẹ xem nào. Úi trời trời, idol top top hôm nay lên đồ, nhìn cũng ngầu cháy máy đấy. Hải Phòng đợi Bao nhá, sẵn sàng lắm rồi đây này. Hôm trước ấy, mình thấy một bạn bình luận là bạn ấy không dám cho con đi đâu xa cả, vì sợ ốm. Với mình ấy, việc chấp nhận cho con đi chơi xa thì cũng có nghĩa là chấp nhận cho con được ốm, nhưng bù lại con sẽ càng ngày càng dạn dĩ, trưởng thành hơn và cái sức đề kháng tăng lên rất nhiều. Nghĩ thoáng lên như thoải mái các mẹ nhờ. Thôi, chơi đến rồi. Bye.